Sau trận giao hữu thắng lít 2-0 tại Oslo, Na Uy ngày 12 tháng 7, huấn luyện viên Ten Hag đã trả lời về vấn đề cầu thủ giữ băng thủ quân Manchester United mùa tới. Ông nói rằng việc này phụ thuộc vào ông và không cần phải tổ chức bỏ phiếu trong phòng thay đồ. Harry Maguire gia nhập Manchester United vào hè 2019 với mức phí kỷ lục cho một hậu vệ là 97 triệu đô la Mỹ. Ông trở thành đội trưởng của đội vào tháng 1 năm 2020 dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer. Tuy nhiên, Maguire đã mất dần tầm ảnh hưởng của mình và chỉ là sự lựa chọn thứ 5 cho vị trí trung vệ trong đội hình. Hiện tại, Maguire nằm trong danh sách thanh lý của Manchester United và còn 2 năm hợp đồng. Trong khi đó, Bruno Fernandes đã trở thành cầu thủ nổi bật trong đội và thường được tung vào sân khi Maguire không có mặt. Câu chuyện về việc ai sẽ giữ băng thủ quân Manchester United mùa tới vẫn còn đang chờ đợi quyết định của huấn luyện viên Ten Hag. Theo báo Anh Sportmail, huấn luyện viên Ten Hag được cho là sẽ chọn tiền vệ Bruno Fernandes làm đội trưởng của Manchester United từ mùa tới. Fernandes đã trở thành trụ cột trong đội từ khi gia nhập vào tháng 1 năm 2020, ghi được 64 bàn thắng và 54 đường kiến tạo trong 185 trận trên mọi đấu trường. Quyết định này dường như sẽ không bị ảnh hưởng bởi tương lai của Harry Maguire. Trong trận giao hữu đầu tiên với Leeds, Manchester United đã chiếm ưu thế với 62% tỷ lệ kiểm soát bóng và tung ra 12 cú dứt điểm so với 7 của đối thủ, qua đó giành chiến thắng 2-0 với sự tỏa sáng của bộ đôi tiền đạo trẻ Noam Emerson và Joe Hugill. Trong trận này, băng thủ quân Manchester United đã được trao cho Raphael Varane do cả Fernandes và Maguire vắng mặt. Sau trận đấu, trung vệ người Pháp Raphael Varane cho biết anh rất vinh dự khi được làm đội trưởng Manchester United. Anh nói rằng mọi trận giao hữu đều quan trọng vì đội luôn muốn giành chiến thắng và các cầu thủ trẻ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Đội sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để sẵn sàng cho mùa giải mới. Diễn biến chính của trận đấu Manchester United 2-0 Leeds.